She said, yes, they are vaccinating all pregnant women, but she's got to go get a permission through her obstetrician. Is she getting medical care? Is she going to see a doctor every month? Yeah, every week right now, every week. Every week, right. Because okay. So you need to approve from the obstetric doctor. Yeah. So make sure she asks him. And they got a signature from there. I don't know if she needs to have a letter even. They said they're vaccinating pregnant women. So I think she can get the vaccination. Just check with her obstetrician first. Yeah, make sure that's safety for the most of them. Make sure it's okay, yeah. Or maybe after. Maybe delivery. Yeah, but I think she can probably get it before. Oh, that's better, huh? Yeah. Uh-huh. Oh, so, but just have her check with it. It's up to her obstetrician. For the next Friday, I go there. I check with her. Today, that should be. I forgot. I need to put a note. Oh, she's having. She has a doctor appointment today. Yeah. Is she there right now? No. I've done already. We done. So okay. Maybe next Friday, I try to have them. Yeah. Or maybe I call direct there. As soon as possible. Just call them. Just call them on the phone and ask them. And whatever they say, we do. So okay. Right now. Today 19, I'm done. So I'm just waiting for after 16, you guys send email before Friday. And you send the email to remind me to make another second dose. And if dose you don't get an email, then 5 days before that day, yes. then you can just get online here and make your second appointment. Oh, okay. So but I can have, how long expire for 16? Like 2 weeks, you guys, 2 weeks after that? So so they should get a hold of you around April 16. 11th or something. So if you haven't heard from them by about April 6th, 13th, then you can contact them here. Yeah. But they probably you'll hear from them by. You email. Can automatically send me email before Friday. Yeah. That's right. Yeah. And I can have another 2 weeks after this day to make appointment. That's good for me. Yeah. Available. To So when's your baby due? Right around here, right? Around here. Yeah. Okay. So if you have your baby, you're okay for about 42 days. So 42 so, days for after this before after this day. Yeah. Okay, yeah. Beautiful. But not more than 42, but up to 42. So like I'd say April, May 16th. You should get it sometime between April 16th and May 16th. May 16th, I love it. So you give me 1 month. Yeah. Yeah. So this one is for my Greek call forever. Huh? I can go everywhere. This one for safety. Well, wherever you go, you I mean, you prove with them. You have to be a little bit careful, but keep that with you. I took a picture of mine after I got two back. Some people they got the big one. Some people they got a small one like that. Well, all the ones I've seen are like this. I see a small one. Yeah. Thank you very much. You're very so welcome. I go over there wait for you 15 can't minutes. Wait for 15 minutes and then you're all set. You bet. Do you have any kids at home or is this your first baby? Yeah, you give him one. Just a 9-year-old. All right, give him one for him, one for you. Thank you very much. All right, congratulations on your baby. Thank you very much. Ở đây là chích ngừa vaccine hai loại thuốc khác nhau, Pfizer and đây gọi là Moderna. Sau cái hãi này á thì một loại thì mình chích ngừa mình chờ 3 tuần, một loại thì mình chờ 4 tuần. Cái loại Moderna thì phải chờ 4 tuần đó. Khu vực này ta mở cho mọi người chích nhưng phải chờ 15 phút. Phải chờ 15 phút đó. Mọi người luôn ngồi chờ 15 phút đó. Mọi người vui vẻ chờ. Thank you. Ai mấy người đây ai cũng được chích hết rồi, ai cũng được vaccine rồi, ai cũng ngồi chờ. Wow. Đó người ta chúc mừng đó mình thấy không? Người ta vui vẻ thấy không? Cái nghĩa là mình vô đây là mình đã an toàn sau một lần được chích mũi đầu tiên. Mình chờ 15 phút sau đó người ta chờ coi cái ai chích có bị ảnh hưởng, có bị side effect, nó gọi là bị ảnh hưởng sau khi chích có bị gì không. Sau đó người ta cho mình về. Thì chờ khoảng 4 tuần sau thì họ sẽ gửi cho mình một cái email. Sau đó họ kêu mình theo cái email này mà theo trình tự mà mình đăng ký chích mũi thứ hai. Họ cho mình thời gian là 1 tháng, có nghĩa là 40 ngày, có nghĩa là từ lúc mà họ gửi cái email để mình lấy chích mũi thứ hai thì cho mình 40 ngày để đăng ký, cũng thông thả thôi. Đó, tất cả mọi người đều an toàn hết trong khu vực này. Rồi, trời, mình chỉ trong đây thì mình quay những ngắn gọn thôi để cho các bạn biết là vaccine ở bên Mỹ này trình tự nó là như vậy, bạn phải lên mạng lấy hẹn và bạn chọn là cái loại thuốc tiêm nào mà bạn thích. Ví dụ như là bạn cũng chả biết cái nào bạn thích, nhưng mà nó có loại chia lại 3-4 loại khác nhau. Mà có một loại là hiệu Pfizer thì bạn phải chích cái đó thì mũi đầu tiên, mũi thứ hai cách là 3 tuần. Còn cái mũi tiêm chích là Moderna thì nó chia làm 4 tuần, sau đó bạn chích là mũi thứ hai. Và cái hiệu Jackson của hãng Johnson Johnson thì bạn chích có một lần thôi, nhưng mà nghe nói cái này nó bị side effect,
có nhiều người chích thì bị ảnh hưởng sức khỏe cho nên họ không chọn cái đó, nhưng mà cũng tùy thôi, thì cơ thể nội tạng mỗi người. Hôm nay thì mình chích cái mũi Moderna thì 4 tuần sau mình sẽ chích lại. Coi đây cũng qua vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng mình cũng đã có được một cái này. Hy vọng mà bà con người Việt Nam mình ở hải ngoại ai cũng được có cái này. Có cái này thì hãy an toàn hơn, và người Việt Nam mình cũng gì ai cũng có vaccine hết. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình sẽ hẹn các bạn vào video clip sau nhé. Chào các bạn.